trình bày những cái khối lượng tưởng tượng một vài cánh tay và cái số một cái số kép tưởng tượng và được rồi em cô học bài đi. Hôm qua thì em đã học cái bài bác sĩ Quyên đúng không? Vậy thì bây giờ em sẽ áp dụng ngày hôm qua bác sĩ Quyên dạy cái gì đó, em sẽ áp dụng vào trong cái bài học ngày hôm nay. Cái phần đầu tiên hôm nay giải phẫu anh sẽ đợi rất là tí, là vì đây là cái bài căn bản, nếu mà em cùng bài giải phẫu rồi thì em học cái phần sau nó là dễ nhớ nha. Vậy thì bây giờ cái vùng vai nó gồm có xương, vậy thì xương nó gồm những xương gì? Cái phần đầu tôi không học đó, xương này xương gì? Đó, xương này xương gì? Bả vai. Xương bả vai, xương này xương gì? Cánh tay. Cánh tay có ba khớp, khớp này là khớp gì? Khớp cánh tay. Hỗ trợ hoạt động xương cánh tay đúng không? Khớp này khớp gì? Cùng đòn. Khớp này khớp gì? Ức đòn. Ức đòn. Bốn cái gân cơ chắp xoay. Bốn cái gân cơ người ta gọi là bốn cái gân cơ chắp xoay, nó tham gia, nó hỗ trợ, nó hỗ trợ, nó tham gia hoạt động vùng vai. Vậy thì bây giờ bắt buộc cái cơ này em phải buộc và em phải biết nó làm một cách gì, chút nữa em đi khám cái gân cơ đó. Vậy thì cái cơ đầu tiên là cơ gì đây? Trên gai. Vậy thì đối với em cơ trên gai động tác làm gì? Với quy luật bám tận như thế này có phải nó động tác vào giao vai không? Đúng không? Giao vai. Rồi cơ này là cơ dưới gai, cái cơ tròn bé. Vậy thì cơ dưới gai, cái cơ tròn bé động tác làm gì? Cái này em nhớ là phía sau nha, cái này là đang nhìn phía sau của vai bên phải. Xoay ngoài. Xoay ngoài đúng rồi, để nhìn ha, xoay ngoài. Xoay ngoài đúng không? Và đây là cái cơ dưới vai. Dưới vai đây là nhìn phía trước này, vậy thì động tác cơ dưới vai nó làm gì? Xoay trong đúng không? Này nó đang nằm phía trước này, khi nó gồng đây cũng phải nó xoay trong đúng không? Đúng không? Xoay trong phải nhớ nha. Cơ trên gai là vàng. Cơ dưới gai là xoay ngoài. Dưới gai là tròn bé xoay ngoài và cơ dưới vai là khép, là xoay trong đúng không? Xoay trong được chưa? Nhớ nha. Rồi có một cái cơ quan trọng đó là cơ delta. Cơ delta mà hồi trước tụi em có nghe cái hồi một đợt có cái dịch gọi là cái gì đó? Sơ hóa cơ delta hay là chim sẻ cánh hay nhớ không? Chiều em cũng có mổ một ca vậy đó, cứ có sáng sáng nay mỗi còn mổ một ca, chiều nay mổ một ca nó được gọi là chim, đó là chân mình sẽ cắn động nhân khác được rồi, đó là động nhân khác được đúng không? Rồi ai có thể được sinh mà. Tức là bây giờ em để ra sẽ tự làm cái này con để làm con chân lên, đã để như này, rồi em khép cái này, ai cũng có đỡ chạm nhau không? Ai không chạm chiều nay lên đây con mổ luôn nha. Vậy thì cơ delta cái gì bụng nó làm gì? Con cái gì con phải giảm vai đúng không? Không giảm vai, khi nó sơ vai thì nó làm cái động tác của nó là giảm vai. Thì vì vai nó được bụng delta. Còn thì đối với em khi mà mình làm động tác giảm vai đó, em nhớ là động tác giảm vai có hai cơ đúng không? Cơ chân gai và cơ delta. Vậy thì đối với em là khi mà mình làm động tác giảm vai thì cái cơ nó tham gia trước. Em thấy cánh tay đòn cái nào dài hơn? Cánh tay đòn với cơ chân gai với cơ delta dài hơn đúng không? Thì tụi em tự suy nghĩ coi khi mà động tác người ta nói là trong 15 độ đầu tiên thì cơ nó tham gia, rồi sau đó 15 độ là cả hai cơ luôn, em tự suy nghĩ coi. Một cái cơ quan trọng đó là cơ gì đầu, tại sao mà là gì đầu? Tại vì nó có hai đầu, đầu ở hai đầu nguyên vị nó cũng có hai đầu và cánh tay cũng có hai đầu luôn, nó gọi là cơ hai đầu hay là cơ gì đầu đó. Thì nó có một cái đầu này là đầu gì? Đầu mà bám vô cái mỏng vàng là đầu gì? Đầu ngán. Đầu ngán, đầu ngán. Còn cái đầu ba mà có cái rãnh delta, rãnh cổ đa giang cổ này là đầu gì? Dài. Đầu dài. Thế em học giải phẫu thì nó có. Tôi nghĩ bên tầng. Thế em học giải phẫu đó. Quên lý do, quên em còn video nha. Ở dưới sao nó là buồn quái thời ta. Tức là ở dưới anh nó nghe được các mô phỏng của anh quá. Rắn gì đầu nó có cái cơ delta nó nằm ở đây nè. À quên xin lỗi, rắn gì đầu nó cái đầu dài trên cơ gì đầu nó nằm ở đây. Thì em học vậy không nhớ là cụ lớn của cụ bé đúng không? Yeah. Cụ bé là nơi bám một cơ gì đó? À hồng lý học cơ dưới vai. Cụ bé nó bám một cơ dưới vai thì nó mới động tác xoay trong. Còn cụ lớn là nơi bám của cơ. Cụ là gì đâu? Cơ gì? Quên rồi, hồng lý khoa giờ không nhớ. Thì bây giờ em nhớ này, có cái rắn giang cụ ở đây thì cái bệnh lý gây ra là do cái rắn giang cụ này nè ha. Và nó bám tận ở đâu? Rồi cụ quay và cái chén.
thì chén nó quay vào trong, thì bây giờ cái cơ gì đầu động mạch chính nó làm gì? Đúng rồi, gốc kiểu gốc cánh gốc kiểu tay động tác bụng nó làm gì thêm nữa với cái chén này thì nó làm cho động tác gì nữa? Xoay xoay được gì? Ngửa đúng không? Ngửa đúng không? Vậy thì chút nữa mình sẽ có cái test khám lên cơ gì đầu bằng cách là ngửa cẳng tay có sáng được à. Rồi bây giờ là tụi em coi đây là cái cấu trúc giải phẫu, mà nói chung ví dụ như đây là các cái dây chằng giữa các cái khớp này. Cái này là cấu thần kinh, em biết cái mục đích cấu thần kinh làm gì không? Mục đích để làm cho nó mô trơn cái khớp, mô trơn những cái điểm tiếp xúc của xương đó, hiểu không? Thì giờ cái lớp đệm á, cái bộ lon á, lớp đệm á, à. Thì đây là cái nắng, em thấy cái nắng gì đầu này nó có cái dây chằng nó giữ cái đầu dài của đầu dài lên cơ gì đầu, cái nắng ở đây. Thì trong trường hợp nó viêm á thì nó gây ra bệnh lý đầu dài lên cơ gì đầu ở đây. Đây là bao khớp. Ở tụi em coi có hai cái thần kinh quan trọng mà tụi em bắt buộc phải học. Đó là thần kinh trên vai. Trên vai chi phối cho đây là nó chua hơn cái này, nó chi phối cho cơ delta hay nó chi phối cho cơ trên gai và dưới gai. Và cái thần kinh thứ hai là thần kinh nách. Thần kinh nách nó chi phối cho cơ delta và đồng thời nó có cái vùng cảm giác ở đây, thì chúng tôi em thấy cái thần kinh nách nó có cái vùng cảm giác rất là đặc biệt ha. Hồi thì em coi cái video clip này để coi coi cái cấu trúc giải phẫu của vai nó có cái gì nhé. Giải phẫu của vùng ngực của vai nhá. Em thấy vai rộng rất là rộng nha, cái độ rộng của vai nó rất là rộng. Đó, gồm có xương, tên cơ, mạch máu, thần kinh. Cơ đó, bây giờ mình sẽ đi, người ta nói tổng quát trước rồi sau đó mình đi chi tiết từng cái một. Xương, dây chằng, xương khớp, dây chằng, gân, cơ, thần kinh và mạch máu. Cú hạt dịch đó là những thành phần cấu tạo nên cái vùng vai. Xương thứ nhất là có xương cánh tay, thứ hai là xương bả vai, thứ ba là xương đòn. Đó là ba cái xương tạo nên cái vùng vai, mỏ vùng vai, móng quạ, khớp hỗ trợ cánh tay, ha, cái khớp chính đó, khớp hỗ trợ cánh tay. Khớp vùng đòn. Tại thấy khớp vùng đòn nó có biên độ hoạt động tương đối ha. Khớp ước đòn. Tại thấy khớp ước đòn nó hơi di chuyển nhẹ. Và có một cái khớp nữa người ta gọi là khớp bả vai lồng ngực nha. Scapulothoracic zone, tức là khớp bả vai lồng ngực. Do cái xương bả vai nó có di chuyển người ta gọi là xương bả vai lồng ngực. Vậy thì khi tham gia hoạt động cái khớp nó có bốn khớp nhớ nha. Hỗ trợ cánh tay, khớp cùng đòn, khớp ước đòn và khớp bả vai lồng ngực. Chọn xương cánh tay nó có một cái lớp sụn rất là dày ha. Cái sụn này người ta đo được có thể tới 5mm. Đây là hệ thống dây chằng ở dưới bốn khớp. Đó, em coi cái hệ thống dây chằng ở dưới bốn khớp ha. Ba khớp. Đó, cái hệ thống ba khớp. Đó, em coi lại cái khớp cùng lò nó có hệ thống ba khớp với dây chằng nó giữ lại. Rồi dây chằng hòa đòn ha, dây chằng hòa đòn là dây chằng mà giữ vững chính cho khớp cùng đòn nè. Sụn viền ha, cái từ lao luôn mình chỉ là sụn viền ha. Vậy thì để giữ vững cái khớp vai đó thì cái sụn của cái khớp vai nó nhô lên như thế này. Cái sụn cái hổ chảo nó gọi là sụn viền ha. Đây là hai cái đầu dài, đầu cái cơ gì đầu ha, mình có hai cái đầu cơ gì đầu, đó có cái đầu mình chua cái
rảnh nhìn đầu này. Cái đầu ngắn đầu dài chân cơ thì đầu nó từ hai cái sụn liền tập trung lại nó tạo nó thành những nguyên thủy của cái cơ đầu dài chân cơ như đầu. Vật lý là từ vật lý của cái đầu dài chân cơ như đầu này. Ở các cái cơ thì cơ trên gai được chưa, đó hình dung này, cơ dưới vai gai này được chưa, cơ tròn bé và cơ nữa là cơ dưới vai được chưa, em nhìn này 3D dễ tưởng tượng đúng không? Đây là bốn cái cơ chóp xoay. Đó là bốn cái gân cơ chóp xoay để em hình dung ha, trong đây em có hình ảnh 3D thấy rõ ràng ha. Đó là bốn gân cơ chóp xoay nó làm cho cái vận động khớp vai rất là linh hoạt. Đó thì em thấy không, cái cơ trên gai nó động tăng cái da cái vai đó. Đó là cơ lên da nó cũng tham gia vận động cái vai luôn, cái da vai đó. Đây là cái vùng nách ha, vùng nách thì nó có cái đám rốn từ cánh tay. Đang nhắc là giải phẫu ha. Hồi tụi em làm giải phẫu tụi em có tìm những cái cuốn mấy cái hình 3D đó không? Ở trong tiền học dưới phục chế độ có nhiều mà, chứ còn mình cứ vẽ hình thì không có. Bây giờ trên mạng có hết trơn là em mà xài cái phần mềm, cái xài mà iPad rồi đó. Trên cái store của bên Apple là nó có đầy đủ thông tin, nó có đầy đủ về hình giải phẫu 3D đầy đủ hết á. Bây giờ đầy đủ công nghệ mà học và 3D dễ hiểu rất nhiều. Đây là mạch máu ha. Rồi mấy anh sinh viên nhà ta cũng khám thì ngày mở áo ra đúng không? Người ta khám mở áo nên khám nghe là cũng nghe.
thành ra cứ hé cái áo lên nhét nghe mà em đứng ở ngoài thì cứ kỹ lắm. Rồi chưa kể là cái ống nghe cái tay của anh sinh viên đó cái nào chạm vào người bệnh nhân nữa, ai mà biết cái áo nó che rồi. Thành ra nhớ là một đồ bệnh nhân đầy đủ trong một tháng nha. Em cứ vô em bị mặt về hiện tại là bác sĩ mở đề nghị bệnh nhân cởi áo ra cái đồ chỗ khác được bệnh đó nói ha. Thì em có một đồ bệnh nhân đầy đủ khác để mặc người bình thường ra đây là bác sĩ mở cứ khám bình thường. Còn dĩ nhiên là trong đầu nghĩ gì mình cũng biết thôi. Rồi trang thiệt ở trang được chưa? Vậy thì nhớ nha, đứng thẳng ngay ngắn nhưng mà đứng bằng phẳng, ngồi ngay ngắn cho một cái đầu. Thầy cứ đứng quan sát ở phía trước, phía sau và bên cạnh. Rồi nhìn nhìn cái gì? Thì đây là nhìn những cái được phép nhìn ha. Khớp cùng đòn, xương đòn, khớp cùng đòn. Rồi nhìn bên, nhìn sau cái xương bả vai. Rồi bây giờ cố lại nha. Nhìn phía trước này, khớp cùng đòn nè. Đánh này ta luôn nè, xương đòn nè, khớp cùng đòn. Trên một em có thể thấy hình ảnh như thế này, tức là đầu ngoài xương đòn nó vô lên trong trường hợp trật khớp cùng đòn, ức đòn. Đầu bên xin lỗi, đầu trong xương đòn nó vô lên trong trường hợp trật khớp ức đòn, xương đòn nó biến dạng trong trường hợp gãy xương. Trong quá trường hợp trật khớp cùng đòn nó vô lên trong trường hợp trật khớp cùng đòn, hoặc là có thể ở phía trong lên ta, đây là hình minh họa thôi nhé. Chứ không thể nào một bệnh nhân mà đủ bị bốn cái này đúng không? Không thể nào một bệnh nhân bốn tổn thương đó. Và nhớ anh nhắc lại nữa cho đỡ bồn bột nha, tức là phải nhớ bồn bột bệnh nhân nó đầy đủ mà khám là thế vậy nha. Tại vì hồi năm anh y 4, anh đang ở trong kiếp xá thì nghe anh y 6 thì bệnh nhân kiểu là quấy rối tình dục, tức là không biết sao 1-2 giờ sáng anh đi thực tập sáng hay là thực tập ở khoa tim mạch thì anh không biết nữa. Cái bệnh nhân đi trở lại cái việc bệnh nhân kia trở lại đi khám bệnh tim mạch gọi là quấy rối. Thành ra thì em nhớ khi mà mấy thầy gặp về là khi em đi khám với cái khoa nhạy cảm đó, tôi nói thầy là bao giờ cũng có cô điều dưỡng hoặc là một bạn gái đi theo khám nhớ nha. Chứ đừng có đủ bạn trai với công đồng phạm sao? Đồng phạm. Ok, là đồng phạm. Bà đi thì sao phải? Bà đi, nhớ nha, nó là nhìn phía trước. Rồi nhìn bên. Nhìn bên thì em thấy cái xương này nó vô lên. Cái khớp xương lên cái vùng này nè. Nếu mà em kháng cái xương lên cái vùng này thì coi chừng là viêm canxi hóa cơn cơ trên gan, hoặc là nhiễm trùng khớp vai hoặc là sau chấn thương. Ở đây nếu mà có một cái cô 40 mấy tuổi á, anh nhớ nếu mà có một bệnh nhân 40 mấy 50 mấy, vô thang bác sĩ ơi sao em đau cái vai quá, em vận động cái vai không được, mà đau quá đau chịu không nổi, cái hỏi cô chứ là những cái đau đẻ với lại đau cái vai này giống nhau không? Cô nói là cái đau đẻ thì tôi trải qua rồi, bây giờ tôi thấy cũng cảm giác đau đau đẻ nữa, còn nhưng không vận động vai được thì đó là trong trường hợp em hay gặp, đó là tình huống bệnh nhân bị viêm canxi hóa cơn cơ trên gai, mà viêm canxi hóa cơn cơ chóc xoay đó, và trong tình huống mà cái vô hóa đó, cái vô nó phóng chất vào cơ, nó có cái pha hoặc là cái cơ cái xương cái ô canxi nó không thích đầu cơ thì rất là đau á. Mai mốt lâu lâu thì em sẽ gặp tình huống đó, và khi chụp phim lên thì em thấy cái căn cái một vai thì nó sưng như thế này, và em chụp phim lên em thấy các cái gai canxi á nó đóng đọng vào những cái cơ chóp xoay, thì đó là cái lý rất là hay. Lâu lâu thì anh gặp mấy bệnh nhân rồi đó, thì lúc đó thì em sẽ cho kháng viêm nhận đau mạnh, thậm chí là đánh gục cái mũi, sau đó khi qua nhận đầu tiên là em sẽ mổ lỗ soi, mổ lỗ soi lấy hết những cái chóp xoay, cái gần cái canxi hóa nó cũng hết, nhớ nha. Rồi nhìn phía sau với hai xương bả vai đều hay không? Rồi nhìn phía trên coi hai cái hố trên đòn đó nó có đều hay không? Đây là cho hình ảnh để em coi là trường hợp gãy xương đòn nè, gãy xương đòn. Đây là cho hình ảnh coi để em coi là trật khớp cùng đòn. Khớp cùng đòn. Đây là cho hình ảnh để em coi là dấu vai vuông. Dấu vai vuông hay là mất đánh delta ngực. Đây tụi em coi là tụi em coi hình ảnh là treo cơ delta. Đây cho em coi hình ảnh là bị bệnh nhân bị liệt thần kinh ngực dài đó. Rồi bệnh nhân hai cái xương bả vai này nó không có khép với nhau. Tức là em thấy là bệnh nhân tại như thế này, hai cái xương bả vai nó vùng ra như hai cánh hai bên đó. Và ở đây là vai có không? Vùng ra sờ cái vai em thấy nếu mà nó bình thường trong sao mà nó vùng hai bên thì bị liệt thần kinh ngực dài nhá. Rồi sờ vai móc xương. Khi tụi em đi học skill á, khi tụi em đi học skill thì em sẽ được khám sẽ được dạy cái cách khám và khám trên người bệnh nhân bình thường coi cái ba mốt xương như thế nào. Thì bình thường nó là tam giác vuông, định là ngay bốn đầu lớn nha, tức là tam giác vuông cân, thường là vuông ít cái nào cân lắm, tức là cái hai cái cạnh này nó phụ tạo thành cái vuông ở đây nè. Sinh viên khi đi thi là nó cứ rờ cái góc này, cứ rờ góc này xuống cái kẽ thì cũng có số nó nắm bốn đầu lớn ở đây nè, giống. Rồi mặt trước khớp vai đau, đây là sờ cái điểm này nè, gợi ý là những trường hợp viêm canxi hóa cơn cơ trên gai đó. Sờ vị trí này đau, từ cái đánh đi đầu nó có đau hay không?
sờ ở đây là cái trên khớp cùng đòn có đau hay không, tức là sờ trên khớp cùng đòn thì có đau hay không, sờ dưới khớp cùng đòn thì có đau hay không. Nếu mà đau thì có thể là gặp những bệnh lý này ha. Ví dụ như viêm họng rồi sờ dọc theo xương đòn có bị biến dạng hay không, rồi đó là sờ ha. Mấy cái mà mốt thì em coi, thì em về coi biết được cái gì đọc xong ha, em chỉ cái việc chỉ sờ đó. Rồi bây giờ vận động thì có vai nó có ba cặp vận động là đường da khép, đường trước, đường sau, xoay ngoài, xoay trong. Nhưng mà thì em nhớ là cái vận động vùng vai nó vai bốn khớp. Bốn khớp. Bốn khớp. Khớp một chặt cánh tay, khớp cùng lòng, khớp bước đòn, một khớp vào vai lần lượt. Vậy thì bây giờ làm sao thì em thử một cái biện pháp là một cái test thử coi. Bây giờ thì em đưa tay lên đường da, em thấy được 180 độ đúng không? Bây giờ em lấy cái tay em đè cái vai rất là mạnh lên, em đường da lên lại lên. Đừng có để buông cái tay ra đè mạnh lên. Thường em chỉ ra được khoảng 90 độ thôi á. Em sẽ bị khống chế lại, em không ra được nữa. Đó, em chỉ ra được khoảng 90 độ thôi. Chứ em vận động nữa là cái lực của cái xương bờ vai nó di chuyển, nó là buông cái tay của em rồi, buông cái tay dưới cái xương bờ vai á. Vậy thì em nhớ, xương bả vai nó có thể di chuyển theo ba chiều. Thứ nhất là trên xuống, trong ngoài và xoay, thấy không? Thành ra nó làm cho cái biên độ vận động khớp vai rất là lớn. Rồi bây giờ giữ cho không có xương, không cho xương bờ vai đi, là mình có hai cách là giữ ngay góc xương bờ vai. Đó, cái này có hoặc là đè như thế này thì lúc đó nó chỉ còn vận động khớp vai đơn thuần thôi, tức là khớp cổ chạm cánh tay thôi. Khi mà em giữ như thế này thì lúc đó là em loại trừ vận động của xương bờ vai, loại trừ vận động của khớp cùng đòn và loại trừ vận động khớp cước đòn, nó chỉ còn vận động của khớp cổ chạm cánh tay thôi. Ha. Rồi bây giờ đưa trước đưa sau. Vậy thì đối với em khi mà đưa trước đưa sau thì em học bằng mấy mặt bằng giải phẫu rồi đúng không? Khi mà bài đầu tiên của giải phẫu là các cái mặt bằng căn bản đó, thì đưa trước đưa sau thì trên mặt bằng nào? Dọc. Đứng dọc đúng không? Sơn liên tục đúng không? Em đứng dọc. Đúng chưa? Rồi đây là cái biên độ vận động bình thường để em coi đó. Da khép. Này nhìn nè, da khép. Trên mặt bằng nào? Trái. Đúng không? Mặt bằng trái. Đúng không? Mặt bằng trái, lăn tròn ha. Xoay ngoài, xoay trong có hai cách. Cách thứ nhất là như thế này. Từ thế trung tính, xoay ngoài, xoay trong. Trên mặt bằng nào? Nghe. Mặt bằng ngang, đúng không? Mặt bằng đứng ngang, tức là mặt bằng horizontal đó, tức là song song với đường chân trời đó. Ha. Xoay ngoài, xoay trong. Rồi xoay trong khi nó vướng có thể nó đưa ra sau vậy. Còn trên cái này là gì? Xoay ngoài, xoay trong các một cách khác, tức là da, nếu mà bệnh nhân da vai được cho da 90 độ, kiểu gấp 90. Xoay ngoài, xoay trong. Em nhìn cái động tác này em nhớ cái bài hát Baby Girl của Tiến Vũ Hà không? Em nhớ không? Nó bộ lên các robot á, nhớ không? Baby Girl em không nhớ phải cái bài đó không? Mà là Tiến Vũ Hà đó, nó về đây là chắc rồi. Đây ha. Nhớ không? Nhớ cái động tác hay không? Nhớ cái bài Baby Girl là cái gì đó, nó làm động tác đi khoảng trên robot gì đó ha. Thì nhớ là động tác xoay ngoài nè, xoay trong nè, nhớ nha. Rồi bây giờ các biện pháp thì những cái biện pháp này em giới thiệu sơ thôi, chút nữa qua cái bài thứ hai á, qua cái bài thứ hai thì em sẽ được học các cái biện pháp này ha và coi video luôn. Đầu tiên là biện pháp phím đàn, thì em sẽ nhớ là khi mà bị trật khớp cùng đòn á, khi bị trật khớp cùng đòn thì cái đầu ngoài xương đòn nó vô lên thế này, em cầm em đè xuống thì nó lại về vị trí cũ, em thả nó bung lên, ví dụ là cái phím đàn kia luôn á. Em ấn xuống thì nó lún xuống, em thả nó bung lên thì gọi là dấu phím đàn, được chưa? Dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu lò xo cho người trật khớp vai, tức là em khép cái này là bệnh nhân đang trật khớp vai như thế này, khép cái này là em thả nó lại bung lên, được gọi là dấu lò xo, nhớ nha. Dấu lò xo là gì? Là khi em làm thay đổi biến dạng nó lại về vị trí biến dạng ban đầu, gọi là dấu lò xo, nhớ nha. Operation tức là test ESR. Bệnh nhân khi bị trật khớp vai rồi đó, đặc biệt là hay gặp nhất là trật khớp vai ra trước, thì sau đó bệnh nhân sẽ trật thường xuyên luôn, người ta gọi là trật tái hồi, và thậm chí là trật thường trực luôn, thì bệnh nhân chỉ cần xoay ngoài như thế này nè, xoay ngoài như thế này là trật. Trong đây là khi mà em làm cái động tác xoay ngoài, bệnh nhân rất là sợ, tại vì khi bệnh nhân trật bệnh nhân sẽ rất là đau, da cảm giác nó sắp trật đến nơi, rất là sợ, bệnh nhân rất là đau. Hồi đó anh có một bệnh nhân là sinh viên Y5, nó chơi bóng chuyền xong rồi nó bị trật khớp vai. Rồi sau đó mỗi lần nó chơi nó đá banh, nó chơi gì nó vung tay mạnh đó là bị chậm, rồi nó tới nó đo nhất với loại mổ hóa sao vậy. Tại bây giờ nó thiền có kêu là mỗi lần em, tại vì mỗi lần nó xoay ngoài nó chậm, nó kêu là em chơi cái bồ đó, em kêu bài gái em ngồi phía bên phải qua
mặt lại vô hôn nó bị chật hết. Đáng lòng thiệt. Tức là làm cái vô xoay ngoài thì anh mới nói anh là sinh viên, anh để từ nay anh cứ chơi vậy thôi. Thì anh nói với sinh viên đó, anh nói với anh đó là không, bây giờ đi chơi thì kêu bạn chơi khoan chơi bộ thì ngồi bên trái đi. Nhưng mà sinh viên không chịu, sinh viên đang nhận sinh viên y như vậy này, có ý kiến gì nữa không? Ngồi giữa chắc anh này, tức là bộ lòng một xoay trăm. Nhưng mà biết bao lâu mới ngồi giữa được. Ngồi một giờ khác này, thấy buổi sáng buổi chiều có thể ngồi giữa được rồi. Có thể buổi tối là ngồi giữa được rồi đâu, không biết chứ hồi xưa mình biết bao lâu mới ngồi giữa được đúng không? Này không có đầu đọc sinh viên nha. Rõ ràng hay đầu đọc. Rồi xong chưa? Vậy thì em nhớ cái nét em sợ này chút nữa. Hôm trước có đứng mày. Hôm trước anh nói đứng mày. Thế là thế nhằm kéo. Trong trường hợp bất vững cái vai phía trước thì mình kéo cái chọn sinh đến đây nó trật ra trước. Nhưng mà thường cái này khi nào mà thường ít khi thực tế ít khi làm lắm. Thường khi mà bệnh nhân mổ, bệnh nhân được gây tê rồi đó, bác sĩ mới khám cái test này, nghiệp pháp này để thử lại đúng hay không. Chứ thường thực tế lâm sàng ít khi nào làm cái test này lắm nha. Đây test cái này thì chúng tôi sẽ làm học cái Jefferson test. Thì vừa cẳng tay không đáng được thì chúng tôi sẽ mô tả chi tiết hơn. Tức là trong trường hợp cái đầu chạy trên cơ gì đầu nó nằm trong đánh gì đầu như thế này nè, thì kêu bệnh nhân thế này thì gấp 90 độ ép sát mình, sắp cẳng tay lại. Và em cho bệnh nhân là ngửa cẳng tay có thắng lực, tức là em giữ cái tay như thế này cho bệnh nhân ráng ngửa ra. Nếu mà ngửa ra mà bệnh nhân thăng đau cái đánh gì đầu này nè, thì lúc đó bị phim đầu dài trên cơ gì đầu, nhớ nha. Chúng ta sẽ được gọi được clip này. Rồi biết thấy là phim trên cơ gì đầu, cái này dễ thôi. Em cho bệnh nhân thẳng tay ra, ngửa lên, ngửa nha. Chứ còn nếu mà em xoay như thế này là nó cái nghiệp pháp khác nha. Nếu có phải là nhiều nghiệp pháp thì được thay đổi một cái chút xíu, nó nghiệp pháp khác. Ngửa lên, em nâng lên có kháng được. Thì nếu bệnh nhân đau nhiều hơn thì đau cái vùng đánh nhị đầu, đó là kim cương cơ nhị đầu ha. Rồi rót ăn là gì? Đánh tay nơi ha. Rót ăn test đó là nghiệp pháp đánh tay nơi thì như thế này nè. Em đưa tay ngang 90 độ, đưa ra trước 30 độ, là nâng trên phải 90 cho bệnh nhân hạ xuống từ từ. À, sẽ từ từ, nếu mà bệnh nhân bị rác lớn cơ trong xoay tới đây bệnh nhân giữ không được rất là bột xuống thì nó gọi là nghiệp pháp cắn tay thôi ha. Chút nữa thì em sẽ được coi video. Thần kinh thì có hai thần kinh quan trọng, đó thần kinh nát. Thần kinh nát nó chi phối cho cái cơ gì? Cơ đề ta. Vậy thì em có thể em cho bệnh nhân dạng cắn tay có đối lực đối kháng, em bao cái cơ đề ta cái mức độ cộng cơ của nó yếu hay nhanh hay không. Cái nữa là em có thể khám cái cảm giác. Thì trong trường hợp mà bị liệt tương nát á, tổn thương tương nát á, nó có mất cảm giác, cái vùng tròn như thế này, người ta gọi là cái lon, giống như lon hạ sĩ á. Tại vì là cái gì đó sơ tinh thì giống như cái lon của hạ sĩ trung sĩ vậy đó. Nó mất cảm giác, cái vùng tròn như thế này, chúng ta hay ha. Thì em khám kia cho em thấy mất vùng tròn thì đó là chắc chắn là tổn thương tương nát. Được chưa? Ở cơ trên phần bên trên vai thì nó chi phối cho cơ gì? Cơ dưới trên gai với lại dưới gai. Đúng không? Vậy thì em cơ trên gai thì em nhớ là động tác là gian, còn cơ dưới gai là động tác là xoay ngoài. Vậy thì em cắn hai động tác đó, còn khi yếu thì có chừng là tổn thương thần kinh hoặc là nó rác. Nhớ là khi yếu thì có hai tình huống xảy ra, một là rác chân cơ, hai là tổn thương thần kinh chi phối cái cơ đó, đúng không? Thì chút đó mình sẽ vô nghiệp pháp làm sao cắn chân cơ trên gai, làm sao cắn chân cơ dưới gai.